Xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay trên tay của mình đây là một thanh LED RGB cảm biến theo âm nhạc, có micro có thể thu âm và nhấp nháy theo điệu nhạc được. Sản phẩm mình đang có ở đây thì nó có thể với 32 LED RGB với các module phát sáng LED tùy chỉnh để đảm bảo các màu sắc đồng nhất. Sản phẩm có thể điều chỉnh 8 chế độ hiển thị, 4 mức độ sáng, 5 mức tốc độ và 18 màu khác nhau. Ở đây sản phẩm đi kèm thì có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng cho anh em này. 4 cái miếng dán để cố định được cái thanh LED ở vị trí mà anh em mong muốn. À, đây, nhân vật chính của chúng ta đây là cái thanh LED này. Ok, mình sẽ bóc gói cho anh em xem. Cái thanh LED này thì nó làm bằng chất liệu nhựa, nhưng mà cũng rất là chắc chắn. Với cổng kết nối đi kèm ở đây thì chúng ta sẽ có cổng USB Type-C nhá, một cổng rất phổ biến và có một cái cảm biến âm thanh ở cạnh. Và đây là nút nguồn, nút thứ ba, nút power. Mình dí tì vào đây nó khoảng 10 giây thì cái thanh LED này nó sẽ khởi động. Ok, như anh em nhìn thấy những cái thanh LED mà mình đã đặt ở đằng sau kia kìa. Đấy, mình chỉ cần nói thôi là nó có thể nhảy theo nhịp điệu của mình. Cái cảm biến của nó rất là nhạy. Như dữ liệu từ trước ấy thì cái thanh LED này nó sẽ có 8 cái chế độ hiển thị khác nhau. Và có 4 mức độ sáng này, 5 mức tốc độ và 18 màu. Ok, mình sẽ thử nghiệm một số những cái chế độ khác nhau cho anh em xem. Đây, ở đằng sau lưng đây, nút đầu tiên. Đây là sẽ nút có thể thay đổi được công chế độ hiển thị. Có 8 chế độ hiển thị đúng không? Đây, mình ấn mỗi lần ấn này. Đây là có thể là âm thanh từ hai bên này, cũng có thể từ giữa đi sang hai bên, hoặc có thể từ dưới đi lên trên, từ trên đi xuống dưới. Rất nhiều những chế độ. Và cái nút thứ hai ở giữa, đấy chính là nút có thể thay đổi được màu sắc nhé. Có cả mức độ sáng nữa. Anh em có thể từ từ nghiên cứu trải nghiệm các chế độ của nó. Ngoài cái phiên bản màu trắng mình đang trên tay đây thì mình còn một cái phiên bản, nó chính là một phiên bản màu đen nữa. Phiên bản màu đen thì nó các tính năng tương tự thôi. Mà sản phẩm này thì mình có hai loại, một loại là có thể tích hợp pin, là các loại mà mình đang trên tay cho anh em xem đây là loại tích hợp pin này, nó có thêm một cái đế này nữa này. Anh ấn vào để có thể dựng đứng như những cái thanh mà mình đã đặt ở kia kìa. Còn một loại nữa là loại không có pin, là phải kết nối trực tiếp bằng cổng USB. Loại đấy thì sẽ rẻ hơn một chút. Thôi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Ở dưới phần mô tả mình sẽ để link để cho anh em tham khảo giá cả và các sản phẩm mình bán nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận thông báo và theo dõi những video tiếp theo.